những mẫu xe bia kèm lạc cao tại Việt Nam, Lexus LX 600, chênh lệch khoảng 4 tỷ đồng, nhắc đến những mẫu xe sang có chi phí chênh lệch hay còn gọi là bia kèm lạc cao thì không thể không kể tên Lexus LX 600. Mẫu xe sang được giao bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản bao gồm Urban, F Sport và VIP, phiên bản Urban có cấu hình 7 chỗ, trong khi F Sport và VIP lần lượt là 5 chỗ và 4 chỗ. Theo hãng xe niêm yết Lexus LX 600 được niêm yết với giá dao động 9,095 đến 10,340 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam, khách hàng có nhu cầu nhận xe sớm cần trả tổng chi phí lên đến hơn 14 tỷ đồng, chưa bao gồm các chi lăn bánh. Toyota Land Cruiser chênh lệch 400 triệu đồng, kể từ khi được ra mắt vào năm ngoái, Toyota Land Cruiser thường xuyên trong tình trạng khan hàng do thiếu nguồn cung linh kiện. Theo khảo sát Toyota Land Cruiser có mức bia kèm lạc dao động 400 triệu đồng. Cá biệt vào thời điểm tháng 6, Land Cruiser LC300 cũng là một trong những mẫu xe có mức đội giá cao nhất nếu muốn nhận xe sớm, khoảng 1,2 đến 1,6 tỷ đồng. Ford Everest chênh lệch 200 triệu đồng. Dựa quý 3 năm nay, Ford cho ra mắt mẫu xe Ford Everest thế hệ mới, sức hút từ thương hiệu cũng như thiết kế ấn tượng đã khiến mẫu xe này rơi vào tình trạng cháy hàng từ những ngày đầu mở bán. Trước đó để được sở hữu mẫu xe sớm trong tháng, Khách hàng cần chi thêm khoảng 200 triệu đồng tiền lạc, hơn 10% giá trị xe. Càng gần dịp cuối năm, giá lạc của mẫu xe này tuy không quá cao như thời điểm mới ra mắt, nhưng vẫn dao động trong khoảng 100 đến 150 triệu đồng mỗi xe. Hyundai Santa Fe chênh lệch 50 đến 100 triệu đồng. Tương tự như Ford Everest, mẫu SUV đô thị Hyundai Santa Fe cũng chịu cùng tình cảnh khăn hàng, biết kèm lạc cao hàng trăm triệu đồng. Theo khảo sát khách hàng mới đặt mua mẫu xe này sẽ khó có thể được nhận xe trước 2023, đặc biệt là phiên bản máy dầu. Người mua có thể chịu mức lạc dao động 50 đến 100 triệu đồng để được nhận xe sớm, càng về cuối năm, mức lạc của mẫu xe sẽ tăng mạnh, sắp xỉ 100 triệu đồng. Forenzer, chênh lệch 50 triệu đồng. Mẫu bán tải ăn khách Forenzer cũng được xếp vào danh sách những mẫu xe có bia kèm lạc cao khi càng về thời điểm cuối năm, chi phí chênh lệch để nhận xe sớm đã lên 50 đến 60 triệu đồng. Nhiều đại lý tuy cam kết không kèm lạc nhưng khi khách hàng có nhu cầu nhận xe sớm cũng đều gợi ý các phụ kiện đính kèm có giá trị cao. Ô tô phóng ngược chiều đường cao tốc ở làn 120 km h chiếc xe màu trắng đi ngược đường ở làn đường sát giải phân cách hôm 13 tháng 11 tại nút giao QL10 chiều đi về Hà Nội, tình huống giao thông. Chiếc kia Sorento tốt màu trắng bật xi nhan đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng ở làn đường cho phép ô tô đi tốc độ tối đa 120 km h Đoạn đường này gần lối ra hướng đi Thái Bình nên các xe đều đi tốc độ không quá cao, may mắn không có tai nạn xảy ra, xử phạt. Theo Nghị định 100-2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, phạt tiền 16-18 đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 đến 7 tháng, theo khán giả David Tèo. Những trường hợp này phải tước bằng vĩnh viễn và xử lý hình sự, tình huống này diễn ra ngày càng nhiều khi hình phạt còn quá nhẹ không đủ sức gian đe. Thinh có lê 83, thử hỏi một ông đi 120 km trên giờ không phanh kịp mà bị đâm vào nhau nó sẽ như thế nào? Lỗi này phải là cố ý giết người mới đúng chứ không phải lỗi vi phạm giao thông, phạt hành chính. Lan hồ ông piano ui trời, đường cao tốc mà chạy kiểu này hại chết người ta luôn à. Lỡ đi sai rồi thì tìm lối thoát ra chứ, thả mất thời gian còn hơn là mất mạng mà. Hết biết luôn. Honda Winner X bản thể thao mới giá trên 50 triệu đồng, mẫu xe côn tay 150 phân khối tinh chỉnh dàn áo và bộ tem theo phong cách MotoGP, động cơ giữ nguyên, giá tăng nhẹ. Winner X bản thể thao mới với dàn áo lấy cảm hứng từ tay đua Marc Marquez của đội đua Honda MotoGP. Trong khi bộ tem kế thừa từ mẫu CBR 1000RR, giờ giờ giờ, bộ vanh chuyển từ màu đen sang màu vàng đồng. Trong phân khúc xe côn tay 150 phân khối, Winner X cạnh tranh với đối thủ đáng gờm là Yamaha Exciter 155 VVA. Ngoài dàn áo và bộ tem mới, mẫu xe côn tay 150 phân khối vẫn duy trì những tính năng như hệ thống khóa thông minh smart key, giúp xác định vị trí xe và mở khóa từ xa, tiện lợi khi sử dụng. Giống bản đặc biệt và thể thao trước, bản Winner X bản thể thao mới vẫn trang bị cổng sạc USB loại A có nắp chống nước, tính năng khác như xích có vòng phớt o, siêu trên, giúp tăng độ bền và tiết kiệm thời gian bảo dưỡng xe. Xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng âm bản, trang bị an toàn với phanh đĩa đơn cả hai bánh đi kèm với hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh ở bánh trước. Động cơ trên Winner X bản thể thao mới giữ nguyên như bản cũ, cỗ máy 1 xi lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 15,4 mã lực, mô men xoắn 13,5 nm tại 6.500 vòng trên phút, hộp số 6 cấp, côn tay. Đối thủ Exciter 155 VVA lắp động cơ dung tích 155 phân khối, công suất và mô men xoắn lớn hơn ở mức 17,7 mã lực và 14,4 Nm, cũng dùng hộp số 6 cấp. Honda Winner X bản thể thao mới bán ra từ ngày 25 tháng 11 với giá 50,56 triệu đồng, tăng nhẹ so với bản cũ, 50,49 triệu. Ngoài bản thể thao mới, Winner X còn có bản tiêu chuẩn giá 46,16 triệu, bản đặc biệt 50,6 triệu đồng. Trong khi đối thủ Exciter 155 VVA trải dài với 8 phiên bản, Giá từ 47,59 đến 52,49 triệu đồng. Hyundai thành công khoe Genesis G80 EV, hé lộ kế hoạch phát triển xe điện, gây ấn tượng không kém sự kiện khai trương nhà máy Hyundai thành công thứ hai tại Ninh Bình, dàn xe thương hiệu Genesis đã thu hút được sự chú ý, đặc biệt là mẫu xe điện Genesis G80 EV. Genesis là thương hiệu xe sang mà tập đoàn Hyundai Motor Company hmc đang phát triển và gặt hái khá nhiều thành công tại thị trường mỹ chính vì vậy việc thương hiệu có mặt tại việt nam chỉ sớm hay muộn khi mà liên doanh htc và tc moto đã trở nên sâu đậm trong thời gian qua theo đó với toàn bộ các lĩnh vực liên quan đến thương hiệu xe hyundai bao gồm sản xuất và hệ thống phân phối xe du lịch xe thương mại đều có sự bắt tay của hai cái tên này đáng quan tâm theo tiết lộ của các lãnh đạo cấp cao của liên doanh hyundai thành công htc cho biết nhà máy thứ hai tại Ninh Bình sẽ lắp ráp một mẫu xe thuần điện, BEV và những cái tên có thể sẽ là Ionic 5 hoặc một cái tên đến từ thương hiệu xe sang. Chính vì điều này, Genesis G80EV là cái tên được nhắc tới nhiều nhất và đặc biệt là sự xuất hiện của mẫu xe đàn thuần điện này trong khuôn viên nhà máy Hyundai mới. Chia sẻ về kế hoạch dài hạn ở mảng xe điện, một quan chức của HTC khẳng định chắc chắn việc phát triển mảng xe điện tại Việt Nam và thời điểm đã có những bước tiến triển khá mạnh, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình thiếu hụt linh kiện tại Việt Nam khi được hỏi về cách thức phát triển hệ thống hạ tầng chạm sạc vị quan chức này không tiết lộ thông tin chi tiết nhưng khẳng định htc sẽ có những bước đi ngắn hạn và lâu dài trước mắt là sẽ đầu tư xây dựng hệ thống chạm sạc riêng và hướng tới phối hợp với các cơ quan quản lý để có những chiến lược huy động có hiệu quả các nguồn lực của toàn xã hội trong việc phát triển mảng xe điện tại việt nam món phụ kiện sẽ đắt hơn cả chiếc Bentley Bentayga nếu muốn trang bị mẫu đồng hồ này lên chiếc Bentley Bentayga của mình. Khách hàng phải chi đến 230.000 USD, cao hơn cả giá niêm yết của mẫu xe. Vừa qua, Bentley đã giới thiệu mẫu đồng hồ được gắn trên chiếc Bentley Bentayga. Đây là trang bị tùy chọn, option được ra mắt để kỷ niệm mối quan hệ hợp tác gần 20 năm của hãng xe sang này và bờ Redling, thương hiệu đồng hồ thụy sĩ nổi tiếng. Mẫu đồng hồ này có giá 230.000 USD tương đương giá của một chiếc Bentley Bentayga như vậy nếu khách hàng có nhu cầu trang bị option này thì phải trả tổng số tiền tương đương hai chiếc Bentley Bentayga những dòng xe tiền nhiệm thuộc hãng Bentley cũng đều được trang bị đồng hồ bờ zetling ở trung tâm bảng điều khiển đây đã là một phần đặc điểm mang tính biểu tượng của hãng xe này từ thời còn là của tập đoàn Volkswagen tuy nhiên chiếc đồng hồ bờ zetling tourbillon này là phiên bản đặc biệt và giá trị nhất từng được gắn trên mẫu xe Bentley Bentayga đây là trang bị đắt tiền nhất mà hãng từng gắn lên chiếc Bentley, đại diện Bentley chia sẻ. Bentley được xem là mẫu xe đỉnh cao của sự sang trọng khi mang trên mình thiết kế cổ điển đi kèm nhiều trang bị cao cấp, bao gồm cả mẫu đồng hồ Bergetting. Mức giá 230.000 USD cho một chiếc đồng hồ được xem là đắt đỏ, tuy nhiên khi so sánh với nhiều nhãn hiệu đồng hồ thụy sĩ khác như Richard Mai Patek Philippe hay Rolex, mức giá này là hoàn toàn có thể chấp nhận.